Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Windy. Hôm nay mình muốn mang đến cho các bạn một video về phân tích khi mà các bạn bắn single và các bạn bắn auto xoáy á, thì các bạn dùng ship kèm theo đó nó có tác dụng như thế nào, là nín thở á, đó. Giải thích cho các bạn biết á là khi mà các bạn dùng ship và các bạn không dùng ship nó sẽ khác nhau như thế nào. Khi mà các bạn không dùng ship á, cái tâm của các bạn, cái tâm nhắm của các bạn á, nó sẽ bị gọi là đung đưa, nó sẽ lên xuống, nó không có đứng yên một chỗ cho các bạn. Và rõ nhất là khi mà các bạn dùng xì cấp 8, cái cấp 8 của bạn, lúc đó các bạn sẽ nhìn thấy rõ là cái nòng nhắm của các bạn, mặc dù các bạn để yên con chuột, nhưng nó vẫn sẽ đưa lên, đưa xuống, đưa lên, đưa xuống. Còn khi mà các bạn dùng ship á, thì nó sẽ nín thở lại, nhân vật của bạn sẽ nín thở lại. Nó rất là giống thực tế nha các bạn. Khi mà các bạn nín thở lại thì cái nòng nhắm của bạn bây giờ nó sẽ đứng im. Đấy, nó sẽ đứng im. Xong các bạn hết hơi, các bạn nín một hồi nữa các bạn phải thở chứ. Khi mà các bạn thở thì bắt đầu nó bị loạn tâm một tí. Đó, thì nó lại tiếp tục là cái nòng súng của các bạn nó sẽ là đưa lên đưa xuống nữa, tại vì nó sẽ theo nhịp thở của các bạn. À, về cái vấn đề mà red dot á, hay là không red dot, có nghĩa là các bạn không nhắm thì nó vẫn sẽ đung đưa cái súng, có nghĩa là ít hay nhiều thôi. Tại vì khi mà các bạn dùng cấp 8 á thì nó sẽ cho bạn thấy rõ luôn, tại vì cấp 8 các bạn chỉ cần nhích một tí xíu nó đã có chuyển động cho màn hình rồi. Thành ra là khi mà các bạn dùng cấp 8 thì cái việc mà dùng ship nó sẽ cho các bạn thấy rõ được cái lợi ích. Đấy, các bạn nín thở lại thì cái tâm bạn giữ vững luôn. Cái này là giúp cho những ông nào mà bắn K98 á. Tại vì nếu mà K98 mà các bạn bắn một người ở xa đi, bây giờ các bạn không dùng ship, cứ đưa lên đưa xuống sao bắn K98 được. Đấy, các bạn phải dùng ship lại, bắn một phát nó ngay đầu. Bây giờ mới tới cái phần quan trọng nè. Cái phần này mọi người hết sức là tranh luận về cái việc mà bắn auto thì có nên dùng ship hay không. Trước khi vào phân tích, mình cho các bạn xem sơ qua một đoạn video về khi mà mình test bắn bình thường và bắn nín thở, là bắn dùng ship á và mình xoáy auto. Thì như trên cái mình các bạn thấy là khi mà mình dùng khẩu M416 mình xoáy auto, khi mà mình không nín thở, mình không dùng ship, mình cứ bắn bình thường á, thì nó sẽ giật sang trái nhiều, nó sẽ giật sang trái. Còn khi mà mình dùng ship, mình nín thở lại á, mình xoáy auto á, thì như bạn thấy rõ ràng là đường đạn của nó lệch đi không nhiều so với đường thẳng của tâm. Đó, nó sẽ không lệch đi nhiều và nó có khuynh hướng lệch nó sẽ ghì lại bên phải của mình. Đó, thì cái này là mình chưa phân tích là nó có giật nhiều hay là giật ít nha, nhưng cho thấy là cái đường đạn, cái quỹ đạo của đạn nó đi á khá là thẳng, có nghĩa là nó ít có bị nó ít có bị chảy ra nhiều ở các bên mé đó. Khi mà các bạn bắn single á, tại sao các bạn lại cần dùng ship? Tại vì sao? Tại vì không cho nó lắc lư lên lắc xuống, nó chính xác cho mình nhấp. Thì auto nó cũng sẽ như vậy. Auto thực chất nó là 30 lần single. Thì nếu như single các bạn dùng ship thì auto các bạn cũng phải dùng ship. Để làm sao? Để khi mà các bạn xoáy, nó chỉ là giật, độ giật của súng thôi, nó không có kèm theo cái độ giật của nhịp thở của các bạn nữa. Thành ra là nếu như auto mà các bạn không đè ship, nó sẽ giật súng là cái nhất. Cái thứ hai, nó sẽ theo nhịp thở của các bạn, nó sẽ giật tùm lum tùm la nữa, nó cộng hai cái đó lại nó giật đéo thế nào kìm được luôn. Còn nếu như các bạn bảo là tao đây không cần dùng ship nhưng mà tao vẫn xây bình thường, tao vẫn pro ha, thì cái đó có hai trường hợp. Một là các bạn đã quen với cái việc đó rồi, cái việc khó đó rồi, thì các bạn làm tốt. Hai á là nó như vậy, khi mà các bạn xoáy á, súng sẽ ngẫu nhiên giật lên, nó sẽ giật lên, đó là đương nhiên, nó giật lên rồi cái nhịp thở của các bạn á, nó sẽ gọi là lên xuống lên xuống. Nếu như cái lúc mà các bạn xoáy súng á, nó cùng với cái nhịp thở của bạn xuống á, thì nó sẽ triệt tiêu nhau, nó sẽ làm cho các bạn giảm độ giật súng rất là nhiều. Đó, nghĩa là các bạn sẽ xoáy các bạn đỡ hơn. Nhưng mà các bạn đang xoáy tự nhiên bây giờ nhịp thở nó lại lên đó, tại vì thở mà nó phải lên xuống. Đấy, thì giờ vô tình khi bạn xoáy, nhịp thở của bạn nó lên, thì cùng với cái độ giật súng lên nữa, thì nó làm cho cái biên độ của bạn giật rất to. Và lúc này các bạn không thể nào mà ghìm súng xuống được. Đó, rất là khó, các bạn ghìm xuống bây giờ nó sẽ rất là nặng nề cái súng. Thành ra là
khi mà các bạn xoáy mà không dùng ship á, nó sẽ cho các bạn những cái lần xoáy khác nhau hết, không có bất kỳ một lần xoáy nào giống nhau. Có lần xoáy khó, có lần xoáy dễ, có lần xoáy dễ lúc đầu lại khó lúc sau, có lần xoáy khó lúc sau lại dễ lúc đầu. Đấy, nó kiểu vậy. Các bạn đang ghim nhẹ nhẹ, tự nhiên đang ghim êm mà thì cái tự nhiên nó lại thở lên, cái nó lại làm giật cái tâm của bạn lên. Đấy, thành ra là nếu như các bạn dùng ship khi mà xoáy, nó sẽ cho các bạn một cái cảm giác hoàn toàn giống nhau trong mỗi lần xoáy, bởi vì nó không có tác động của cái nhịp thở, nó làm rối cái độ giật súng đi. Còn những ông nào bảo á, mà xoáy khi mà dùng ship á, nó sẽ giật hơn rất là nhiều. Tại vì sao? Tại vì đơn giản, các bạn xoáy thường là các bạn sẽ xoáy bằng hollow và red dot. Khi mà các bạn xoáy bằng hollow và red dot, các bạn dùng ship, nó sẽ zoom lên, nó không phải là một nhân nữa mà nó nhân tầm một 1,7, 1,8, nó có nghĩa là nó gần bằng cái 2x đó, nó khoảng là 1,8x đó, kiểu vậy. Thì khi đó nó sẽ giật hơn là đúng rồi. Tại vì giống như là giờ cho các bạn cầm xì cúp 8 các bạn xoáy đi, đúng không? Các bạn cầm xì cúp 8 các bạn xoáy đi, đương nhiên nó sẽ giật, vậy nó giật đéo thế nào mà kìm được luôn, bởi vì nó là xì cúp cao, nó càng nhân lên cao thì khi mà các bạn xoáy nó sẽ giật tùm lum tùm la hết. Cái đó là đương nhiên, cái đó là cảm giác ai cũng phải có hết. Đấy, thành ra là khi mà các bạn cầm holo, các bạn đè ship, các bạn cảm giác là nó sẽ giật nhiều hơn, nhưng thực chất đường đạn nó ổn định hơn rất là nhiều. Đấy, thì mình sẽ ví dụ các bạn xoáy ở scope 2. Bây giờ các bạn cầm scope 2 thử, các bạn đè ship hay ship gì đó, nó cũng gần gần như là một ít rồi, nó không phải như là scope 8. Các bạn đè ship hay không đè ship, nó cái độ giật nó cũng như nhau, đảm bảo với các bạn luôn. Các bạn cầm thử cấp 2 bạn xoáy, độ giật nó không thay đổi. Thành ra là cái việc các bạn nói dùng ship nó sẽ giật hơn là không đúng. Tại vì khi mà các bạn cầm red dot các bạn ship vào thì đương nhiên nó sẽ giật hơn rồi. Tại vì khi mà các bạn ship vào nó là 1,8 nhân, nó khác với lại một ít cái đó bình thường thì nó sẽ giật hơn là đúng rồi. Scope lên càng cao thì độ giật càng lớn. Giống như các bạn cầm cúp 8 các bạn xoáy, làm sao mà điều khiển nổi đó. Thành ra là cái cảm giác giật hơn chỉ là cái cảm giác thôi, tại vì nó sẽ to hơn, nó sẽ gây cho các bạn cái cảm giác giật hơn nhiều, nhưng thực chất đường đạn của khi mà dùng ship nó ổn định hơn rất là nhiều. Thì để tóm lại á, là ở video này mình muốn nói với các bạn á, là các bạn nên dùng ship khi mà xoáy auto lẫn máy single. Tại vì khi mà các bạn dùng ship, nó sẽ cho ra các bạn một cảm giác tương tự như những lần xoáy, như những lần bắn single khác nhau, thì khi đó các bạn luyện tập nó sẽ ổn hơn rất nhiều. Còn các bạn không ship, nó sẽ cho các bạn có lúc dễ hơn, có lúc khó hơn, nó sẽ làm cho các bạn bất ổn trong cái cảm giác của mình. Ok, thì các bạn có ý kiến đóng góp như thế nào á về video và hoặc là về các vấn đề đặt câu hỏi các kiểu á, bạn cứ comment bên dưới, mình sẽ trả lời hết cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay vô ích, hãy cho các mình một like và share. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.